Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp, ngày hôm nay tôi xin được hân hạnh được trình bày với hội nghị về đề tài thở oxy lưu lượng cao ở trẻ em từ viêm tiểu huyết quản đến COVID-19. Thì như chúng ta biết là gần đây có một phương pháp hỗ trợ hô hấp mới hiệu quả và dung nạp tốt sẽ giúp chúng ta vừa cung cấp hỗn hợp khí có nồng độ oxygen được làm ấm và làm ẩm đầy đủ cho bệnh nhân qua cannula mũi, và phương pháp đó được gọi là thở oxy lượng cao hay còn viết tắt là HFNC. Đây là một phương pháp điều trị hỗ trợ hô hấp như là một cầu nối giữa oxy trị liệu lưu lượng thấp thông thường chúng ta rất quen thuộc và thở CPAP hay các phương pháp thông khí không xâm lấn khác. Thì với phương pháp mới này có thể giúp chúng ta giảm được nhu cầu thở CPAP, thậm chí là đặt nội khí quản, thở máy cho bệnh nhân trong một số tình huống lâm sàng nếu như chúng ta áp dụng phương pháp này một cách đúng lúc. Và đây chúng ta thấy rằng bình thường thì đây là một cái lưu đồ bệnh nhân suy siêu hấp đã bắt đầu thở oxy và theo tăng dần thì thở máy xâm nhập là biện pháp cuối cùng, và thở oxy lưu lượng cao nó là một cầu nối giữa các biện pháp kinh điển với biện pháp thở máy xâm nhập. Và lợi ích chủ yếu của HFNC có nhiều lợi ích khác nhau. Lợi ích thứ nhất là liên quan tới cái lưu lượng oxy sẽ giúp ta cung cấp oxy được đầy đủ và hiệu quả. Với lưu lượng cao này chúng ta sẽ quét sạch được, tẩy được cái khoảng chết giải phẫu học của bệnh nhân, sẽ ngoài ra sẽ cung cấp được một áp lực nhất định. Ngoài ra với lợi ích từ cái việc mà không khí được làm ấm là và ẩm đầy đủ sẽ giúp cho cơ chế thanh thải đạm của bệnh nhân tốt hơn, bệnh nhân dễ chịu hơn. Vấn đề quan trọng ta cần lưu ý rằng mặc dù với một cái lưu lượng thở lượng cao như thế từ 1 đến 2 lít một ký một phút có thể ra tạo được áp lực dương ở cả vùng hầu họng chỉ mức độ vừa phải khoảng 4 đến 6 cm và thôi. Đương nhiên cái áp lực dương này nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng ta lưu ý rằng đây là điểm mạnh và điểm yếu của thở HFNC, là nếu mà chúng ta ở bệnh nhân nào mà cần phải một cái bíp cao hơn thì đây là hạn chế của phương pháp này, chúng ta cần phải lưu ý tới. Một vấn đề lợi điểm nữa thở HFNC đặc biệt ở trẻ em đó là vấn đề điều dưỡng. Trên nguyên tắc khi bệnh nhân siêu hấp mà cần phải hỗ trợ các phương pháp siêu hỗ trợ hấp khác trong sợi CPAP thì chúng ta cần phải đặt xong dạ dày phải nuôi ăn qua đường xong dạ dày và bệnh nhân thường rất là kém dung nạp. Và trong trường hợp mà thở HFNC qua nhiều nghiên cứu thì thấy rằng không nhất thiết chúng ta phải bắt trẻ nhịn ăn và đặt ống xong dạ dày để nuôi ăn hay nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Đây là lợi điểm giúp cho các cháu dung nạp và dễ chịu hơn. Về quy trình thở HFNC nói chung ở trẻ em thì có nhiều phương pháp, nhiều cái bệnh lý khác nhau, nhưng quy trình chỉ định thì thường đa số các trường hợp bệnh nhân có biểu hiện siêu hấp nặng không đáp ứng với thở oxy qua cannula mũi lưu lượng thấp, cần phải thở oxy qua cannula với lưu lượng cao hơn là chỉ định chung để mà chúng ta cho bệnh nhân thở HFNC. Chống chỉ định vì thở qua cannula mũi thành ra những trường hợp tắc nghẽn hô hấp trên bất thường sọ mặt gãy xương nền sọ dần dần thì không phù hợp cho cái HFNC. Ngoài ra tình trạng bệnh nhân rối loạn chi giác hay siêu hấp quá nặng thì không phù hợp cho thở HFNC, ta cần lưu ý để chỉ định cho nó phù hợp. Về biến chứng thì không có gì là đáng kể, ngoại trừ có thể làm căng dạ dày do lưu lượng cao, chèn ép tại sổ, hoặc là nếu mà hệ thống không được làm vệ sinh tốt có thể tắc nghẽn hệ thống và tràng khí màng phổi là tai biến có thể xảy ra nhưng mà rất rất là ít gặp. Đây là sơ đồ của hệ thống HFNC với cái hệ thống trộn khí, rồi hệ thống làm ấm làm ẩm và hệ thống dây dẫn, trong đó có hệ thống dẫn nhiệt sẽ đưa tới cannula mũi cho bệnh nhân. Và cannula mũi ở trẻ em thì có nhiều cái kích cỡ khác nhau từ sơ sinh sanh non cho tới ở trẻ lớn, và tùy lớn lớn với và người ta thường những cái màu quy định bằng những màu khác nhau và có những cái lưu lượng được khuyến cáo tùy theo kích cỡ cannula mà chúng ta lựa chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề chỉ định HFNC trong một số bệnh lý hô hấp ở trẻ em. HFMC ngày nay đã được chỉ định trong rất nhiều bệnh lý khác nhau, chẳng hạn theo cái khuyến cáo điều trị của Queensland, Hoa Kỳ thì hàng đầu trong các bệnh viêm tiểu quản, đây là cái chỉ định chính yếu và phổ biến nhất, viêm phổi cũng như các trường hợp siêu hấp khác. Thì do điều kiện thời gian có hạn, chúng tôi xin trình bày tới bệnh lý mà được chỉ định nhiều nhất, đó là viêm tiểu huyết quản. Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng HFNC có hiệu quả trong việc làm giảm siêu hấp bệnh nhân siêu hấp do viêm tiểu quản. Vấn đề ra là cần lưu ý rằng lợi ích của HFNC chúng ta sẽ thấy được rất rõ trong vòng 60 đến 90 phút sau bắt đầu thở CPAP. Và để đạt được cái mức độ áp lực dương mà hồi đủ cần thiết thì chúng ta cần một áp lực, một cái lưu lượng thường là từ 1 đến 2 lít một ký một phút. Đây là điều ta cần lưu ý.
có rất nhiều bài báo liên quan tới hiệu quả, đánh giá hiệu quả và tính an toàn của HFNC trong viêm tiểu quản. Chúng tôi xin viện dẫn một nghiên cứu gần đây nhất vào năm 2021 trên tạp chí BMC, so sánh giữa cái HFNC và những cái phương pháp cho oxy trị liệu chuẩn hay CPAP, thấy rằng tỷ lệ thấy HFNC tốt hơn oxy trị liệu chuẩn, tỷ lệ thất bại điều trị giữa HFNC và CPAP thì tương đương nhau về tác dụng phụ thì không khác biệt. Và chúng ta, đây là một lưu đồ mà ở New South Wales chẳng hạn, chúng ta có khuyến cáo rất rõ khi mình lựa chọn bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn thì người ta phải được mời bác sĩ trưởng tổ trực để mà bắt đầu điều trị với cái liều là 1 tiếng 1 phút. Bệnh nhân được theo dõi, quý vị đồng nghiệp thấy rất là sát sao, 15 phút và sau đó mỗi sau trong suốt 1 giờ bằng những bác sĩ mà nhiều kinh nghiệm, nếu cần có thể tăng liều lên 2 lúc 1 tiếng 1 phút và theo dõi trong vòng 4 giờ để đánh giá đúng điều trị, và có thể sau 24 giờ nếu tình trạng bệnh nhân ổn định có thể tính tới chuyện ta cai HFNC. Đây là lưu đồ thở HFC ở khoa phát bệnh viện một chúng tôi, thì chúng tôi cũng bắt đầu bằng liều 1 lít 1 ký 1 phút, tối đa là 20 lít. Chúng tôi đánh giá sát sao trong vòng 10 phút, và nếu đánh giá sau đó tùy đáp ứng, nếu mà không đáp ứng chúng tôi tăng lên sau 1 giờ chúng tôi sẽ tăng lên 2 lít 1 phút, và nếu bớt trong vòng 4 giờ chúng tôi sẽ có cân nhắc là giảm. Khi giảm thì chúng ta lưu ý là giảm FiO2 trước rồi sau đó giảm lưu dòng sau. Đây là cái lưu lượng và cái FiO2 chúng tôi thường được chỉ định trong trường hợp thở HFC tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 1 chúng tôi. Cái bệnh lý thứ hai chúng tôi đề cập đó là bệnh lý hen. Trên nguyên tắc hen tương hẹp nặng có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Nhưng mà vấn đề đặt nội quản thở máy thì rất là khó khăn và nguy cơ biến chứng cao, và khi bệnh nhân đã thở máy rồi thì rất là khó cai máy. Thật ra nhu cầu cần phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn khác thì làm dù là bức thiết, và HFNC là một cái option để mà ta cần tính toán tới. CPAP được nhiều nơi được áp dụng trong CPAP trong cơn hen cấp mạng, nhưng mà chúng ta lưu ý rằng bệnh nhân hen đã có ô tô bếp rồi, thành ra đây là cái điểm khó khăn khi chỉ định CPAP cho bệnh nhân cấp nặng. Có nhiều nghiên cứu về HFC trong hen cho em thấy rằng nó nói chung nhìn chung là có lợi trong bệnh nhân hen nặng nguy kịch, và so sánh với lại BiPAP thì nó cái không khác biệt về thời gian phải thở máy không xâm lấn, tỷ lệ thở máy nằm viện như tử vong, và bệnh nhân cũng rất nhiều tốt. Tuy nhiên cũng vấn đề là do hiện thời số lượng nghiên cứu chưa có đủ nhiều bằng chứng để mà các hướng dẫn điều trị thế giới khuyến cáo áp dụng thường quy thở HFC cho bệnh nhân hen nguy kịch. Đây là vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu trong thời gian tới. Một bệnh lý cuối cùng tôi đề cập tới là COVID-19, là vấn đề mà vấn nạn của toàn cầu và trong đó Việt Nam ta hiện nay. Chúng ta biết rằng COVID-19 bệnh nhân suy hấp tiến triển rất nặng, dù đã thở được oxy, oxygen, chúng ta cần phải áp dụng những biện pháp điều trị không xâm lấn khác để tránh đặt nội quản thở máy. Vì như thế thì nguy cơ tử vong bệnh nhân thở máy cao, và khi bệnh nhân đã đặt nội khí quản rồi sẽ rất khó đút nội khí quản và cai máy bệnh nhân này. Và HFC chứ là một biện pháp hỗ trợ xâm lấn, hỗ trợ hô hấp thì thấy tốt ở bệnh nhân COVID-19. Và thường thì có thể áp dụng như một phương pháp hỗ trợ hô hấp an toàn cho trẻ bị viêm phổi do COVID-19 ở mức độ trung bình và nặng. Và có vấn đề đặt ra đối với HFC trong COVID là đó là người ta nguy cơ với lưu lượng cao như thế có nguy cơ làm phát tán tác nhân gây bệnh và lây nhiễm cho những bệnh nhân hay nhân viên y tế khác hay không. Có nhiều nghiên cứu thấy rằng cái nguy cơ lây truyền bệnh cho người bệnh cũng nhân viên y tế là không phải đáng, là điều đáng ngại. Đặc biệt nếu ta áp dụng đúng các biện pháp phòng hộ thông thường cũng cần thiết và đủ để bảo vệ nhân viên y tế, thì đương nhiên nếu mà chúng ta có điều kiện cho bệnh nhân thở trong hợp dương thì quá tốt, còn không có những biện pháp mà gọi là cô lập bệnh nhân như thế này, hoặc là khẩu trang, hoặc là đeo những cái mặt nạ như thế này thì có thể là hỗ trợ giảm thiểu trong việc mà nguy cơ phát tán virus. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta cũng đã khuyến cáo HFC có thể sử dụng chọn lọc, một cách chọn lọc bệnh nhân suy hấp và thiếu oxy máu. Nhưng mà chúng ta cần phải tôn trọng những nguyên tắc cẩn trọng lây truyền và giọt bắn khác, bởi vì phương pháp này có thể làm giảm nhu cầu đặt nội khí quản, có thể an toàn sử dụng trong nhân sơ cấp nhẹ, trung bình, và đặc biệt là không có tăng oxy máu mới được. Còn ngược lại, bệnh nhân có tăng CO2 máu, huyết động không ổn định, suy đa tạng, rối loạn tri giác thì không được phép sử dụng HFNC, và cần phải sử dụng bệnh nhân này theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là trong khoảng 1 giờ đầu tiên phải được theo dõi rất kỹ. Đối với trẻ em thì cũng có nhiều nghiên cứu cũng đánh giá rằng ở trẻ em mà COVID-19 có hội chứng ARDS nhẹ mà không kèm huyết động, rối loạn huyết động,
thì cũng có thể được thở FLC một cách hiệu quả, nhưng cần phải theo dõi sát và cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những biện pháp phòng chống lây truyền qua giọt bắn. Và chúng ta rất mừng là vừa qua hướng dẫn điều trị vào tháng 10 2021 của Bộ Y tế đã ban hành quy trình thở HFC cho người lớn, và chúng ta rất trông chờ trong thời gian tới sẽ có quy trình thở HFC riêng cho trẻ em, vì trẻ em không phải là người lớn tuổi nhỏ. Cuối cùng kết luận thì đối với HFC đây là một phương thức hỗ trợ hấp mới không xâm lấn đối với COVID-19, người ta coi đây gần như là một tiếng dối, nhiều tác giả coi như là phát kiến mới Eureka trong điều trị COVID-19. Còn riêng đối với trẻ em thì còn vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu tới. Đương nhiên đây là một phương pháp kỹ thuật mới với những hạn chế, những cái ưu điểm của nó mà trong tương lai chúng ta cần phải nghiên cứu và áp dụng nó linh hoạt hơn. Cũng giống như cái hình thức một cái ly thế này, có nhiều người bi quan thì nói rằng cái ly đã cạn mất phân nửa, có nhiều người khác là người lạc quan thì nói rằng còn tới hơn phân nửa vậy. Thì đó là những điểm mà chúng ta cần phải lưu ý để khai thác đúng mức cái hiệu quả của HFC để mà có thể phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân của chúng ta, không chỉ trong COVID mà trong nhiều bệnh lý hô hấp khác. Cái phần trình bày của tôi xin kết thúc ở đây. Xin rất cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Xin kính chào.